ơi, 13 kêu rồi, tháng này 1 kêu nữa, 2 kêu nữa là mình hòa với nó rồi. Còn 10 giây, không biết có kịp không đây. Ôi, con này còn nửa gây HP rồi, chắc là không kịp rồi. Không sao, gánh đội được tới chỗ này là ok rồi. Ok, chào mọi người nha. Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng thì mình quyết định chơi World Robot lại. Mới vào thì nghe nói là xuất hiện thêm vài robot mới rồi. Nghe cũng đồn nộp đó mà. Làm gì có tiền mà sắm không? Thì cái dàn robot của mình cũng bình thường thôi. Hiện tại thì còn 170k quay luôn. Đây là xưởng của mình đây, lâu rồi không gặp. Con mà mình xài nhiều nhất đây, xài 3 module repair luôn. Đây, tay lái cấp 50 rồi, nâng cấp vào độ bền. Revenant nè, 3 cái heo vi cũng khá là trâu đó, nhưng mà skill thì chưa vàng hết. Happy cũng tầm tạm thôi chứ không mạnh lắm. Mender tương đối mình cũng thấy xài con này. Thì Orochi thì kêu của mình là chủ yếu là mình nâng tăng, tại con Orochi này nó đẹp nên mình đưa vào xưởng luôn. Rồi ok, vào làm nữa trận nè. Cho fan xuống đầu tiên đi. Có một con Invader ở trong team mà nè. Mình cũng đang muốn sở hữu nó nhưng mà chưa có chế tạo xong. Nghe nói con đó cũng khá là trâu á. Đây, mới vô mấy thanh niên bắn nhau kinh đấy nha. Đây, một con Kirot lăn tới trụ rồi, để mình bye bye. Mình bắn nó thử nè. Buncher bắn nghe đã tài cực kỳ ở đây mà. Mình thích cái khẩu này nữa. Để khi nào có bạc thì mình sẽ nâng nó lên mạnh hơn nữa. Tại vì nó bắn cũng khá là đau, nó phá viên vàng cũng khá là ok đó. Dạ. Thanh niên lăng lăng này chịu không nổi sát thương, lui lại rồi, dính trói chân rồi. Chỗ bắn nó đi. Ê. Rồi này xong rồi. Ê. Ngon, một kill. Tiếp nào. Dạ, trói chân ngon vậy. Phải mấy thanh niên này nâng tàu trói chân mọi người khá là lâu á. Bay 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 dữ rồi, bay 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 rụng luôn rồi. Dạ, một thanh niên cũng khá là nhiều chuyện đây. Typhoon à, cho mình bắn nó rồi đó. Mình đấu tay đôi với mình đấy à, chơi nào. Chơi tay đôi không? À, có một thanh niên Henrya đang đứng giữa trụ để mình solo với nó. Đây, xem từ người này khá là yếu rồi. Để nó giúp mình đi một đoạn. Đấy. Thanh niên nó xài súng gì đó nha. À, Camility à. À, rồi để tao xử mày trước. Lo chuyện bao đồng. Chị chuyện thế. Đi trước đi. Rồi, hai kêu tới mày. Rồi mình hồi máu kinh khủng lắm anh em ạ. 3 cái repair cho nên là tác dụng nó nhân gấp 3 lần. Dù lượng máu hồi không có nhiều nhưng mà coi như đây đủ trâu rồi. Nghĩ coi thanh niên này chống cự được bao lâu. Đấy,
Mình chết rồi. Chết nè. Bò cạp, bò cạp, cạp. Đi luôn. Đi. Đây. Đi mày nữa ha. Chết luôn rồi. Yeah. À ha. Ai đây? Titan nè. Titan gì đây? Ồ, một con fan ghê nữa à. Cũng dữ đấy. Đẹp. Để ra trâu biết thế nào là trâu nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ bắn đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá, đau quá. Ý, được 4 kill rồi. Rồi vậy chết cũng vừa rồi. Bị bắn nhiều quá. Lưu cha đo đây. Ơ à, phải. Xài một con boss là win trận luôn anh em ạ. Ai thật, thêm trận nữa đi. Đi. Video cho nó dài dài xíu. Top 1 luôn ạ. 2 triệu dam. Thì sướng mình cũng cùi thôi, không có gì gọi là VIP đâu. Thì em coi thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi xài mới nè. Ôi thanh niên đó sung thế nha. Mới vào chạy thẳng qua bên đội hình bên kia đây để làm gì đây. Ui chà, sung thế. Đây có thanh niên này định bọc hậu qua gì đây. Đây định bắn rồi nè. Đó. Bắn nè. Dạ, cũng vậy đấy. Xong qua bên nhà hôm kia bắn cũng còn cũng dễ đấy. Rồi xong rồi biết mà. Dạ thanh niên một hậu là biết rồi. Mới giờ nãy nhìn thấy là biết rồi. Đâu mày định làm gì? À mình bắn à. Thanh niên này còn hết máu này để mình bắn phụ. Y nấp rồi, nấp rồi, nó không đúng. Cái này đây. Phải nè. Lại trần hình nó không biết nó xài cái module gì nè. Nè, hay là nó xài tay lái. Tay lái chuyên cho con này thì quay trở về vị trí là nó trần hình. Không sao. Để bắn lâu lâu bắn rồi sướng tay thiếu. Xả đại đạn vô mặt nó luôn. Ý đi vậy ở đâu rồi. Lại là một con lăn tròn tròn nha. Nhiều đấy à. Ôi trời anh niên này nó dài chưa chết nè. Cũng trâu dữ lắm á. Để mình lại mình hỗ trợ. Trời nãy bây giờ mình quên mất là mình. Nãy giờ mình quên mất mình là Mender luôn à. Thôi phải thật. Phải cứt thì nãy giờ quên mất là Mender luôn mọi người. Mình phải đi hồi máu chứ. Chứ sao nãy giờ chạy vòng. Làm cho mấy thằng đồng đội nó chết là chắc nó chửi dữ lắm này. Chạy bà đây. Ây da, da. Da, da, da. Da. Bắn cũng đau ấy nhỉ. Rồi, thời mình tới rồi con ạ. Chết nè. Nổ chết rồi. Dạ. Cái này nãy giờ trụ cũng lâu. Có một thanh niên áp ca hay sao rồi. Đại trận hay sao rồi. Thì nãy giờ mình chưa thấy nó xuất hiện luôn. Cái này là đại trận rồi chứ không đâu. Dạ. Đại là mấy con thanh niên nữa. Vô. Không sao đừng lo, đã có tôi thằng máu đây. Dạ. Ủi, thanh niên á. Vậy mà kiểm chết à. Trời. Ây da, trận này không ổn rồi. Sao đây, sao đây. Ui, thanh niên này bắn cũng rất lực đấy nhỉ. Bắn lại không, ôi. Ui, bắn cũng dữ đấy nhỉ. Fighter. Vũ khí mới chắc luôn.
Dạo này ra nhiều tu phát mới, nhiều vũ khí mới quá nhỉ. Thế là đấy, lại một thanh niên bay lên chắc là đang đi kiếm mình đấy mà. Bay hoài đấy vậy. Dạo này không chiến hơi nhiều. Dạng robot mình thì chỉ có một con là không chiến được thôi. Nên nãy giờ chưa đem ra nữa. Thế đi hồi máu cho mấy thằng này đây. Cái hãy sợ nhận lấy sự trợ giúp của ta. Lại một tên bay bay nữa rồi. Xả nó. Xả nó đi. Đúng rồi, xả nó đi. Dạ, dạ. Ủa gì đây? Rồi xả nó đi, xả nó đi. Đâu rồi? Ý. Ê. Bên này ai bắn cái gì mà lực thế nhỉ? Đấy. Một con Erebus à. Trời trời trời. Dạ 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 dạ. Dạ đau quá đau quá. Cũng may là có hồi máu với thằng khác đó cũng đi với nó rồi. Nó xài cái loại súng mới này, súng tích đam. Bắn đau lắm. Dạ sao đi không được. Dạ. Ai. Dạ. Coi. Ơi ơi ơi. U. Bắn gì lực vậy? Đúng là mấy thằng này dạo này mình theo không kịp thời đại rồi mọi người. Súng mạnh rồi, robot cũng mạnh nữa, bây giờ theo không kịp rồi. Dạ, lại dí nè. Lại bắn nữa. Dạ, núp thôi, núp thôi. Dạ rồi, bây giờ còn 3 chọi 6 à. Sao mà bắn cho lại chứ. Bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó, bắn nó. Tính ra con này cũng dai dẳng lắm mọi người. Hồi máu đồ, cẩu rỉa rồi cũng được. Nhất là đội địa hình này phù hợp với nó lắm ạ. Địa hình này rất là phù hợp với nó. Cũng được. Cũng tương đối ổn. Không có gì. Ây da, ây da. Ây da. Đèn pin, đèn pin. Chơi một. Thằng này bay 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 giống một cái nã nó trước quá. Thì để. Ây da, ây da. Ây da. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Dạ, ao min nữa kìa. Ôi. Thôi, không ổn rồi, không ổn rồi. Đi, thanh niên này dùng chết rồi, bắn cho nó lên đường luôn vậy. Đi, da là không ăn được nữa à. Cái trận này cụ báo quá rồi. Ăn không được kêu nào cả. Bắn lực thế nhỉ. Đi. Da, núp vô, núp vô. Mấy thanh niên này không ổn rồi. Dạ dạ. Dữ quá dữ quá dữ quá. Ơ chết rồi, nó dí tới chỗ rồi. Không có đường chạy rồi, liều thôi. Dạ, thêm một thằng nữa ám sát nữa. Rồi. Dạ. Trận này có vẻ còn có một mình rồi đây. Bắn không được rồi. Mẹ mày bay trên trời nãy giờ. Cây mà lắm rồi đấy. Dạ rồi mù rồi. Đây đây. Dướng luôn rồi. Rồi xong viêm rồi. Ba này tiêu rồi. Mày quá quá. Mày mày. Con quỷ bài bài này ha. Mày. Tao sẽ trả thù. Nhìn đây. Chẳng thấy. Ê. Ngon. Cho thêm mít lửa nữa nè. Đây là đại bàng của ta đây. Hả? Hả? Nó thấy mình rồi, giờ nó dí mình hay sao? Ý thanh niên này. Coi trình độ ca ớt của anh đây. Bài bài bài. Coi trình độ ca ớt của anh đây. Yeah. Sao mà đỡ được pha đó. Ây da, ây da. Chết rồi còn không. Còn có một mình với thằng kia thôi. Nó bắt đầu dí rồi.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Tao liều với mày luôn. Nhận lấy, tao liều với mày. À, đồng quá đồng. Được rồi, coi vũ khí mạnh nhất của ta đây. Xin chào anh bạn. Anh bạn mới làm gì đó? Này, anh bạn chuẩn bị chết đi nè. Bye bye cái gì nữa. Chết đi. Chết đi. Ơ, sao không cộng kêu ấy nè. Rõ ràng là ghi, nó ghi là mình ăn kêu rồi mà. Trời bà đó đi. 13 kêu rồi. Chuẩn bị hoài đó, mình ăn được một kêu nó là mình hoài nó rồi. Ây da, nó lên 15 kêu rồi, sao vậy? Trời ơi. Tao liều với tụi mày luôn. Thôi xử thằng A Thơ thì trước nè. A Thơ mình đứng ở đây là nó không có bắn được mình đâu rồi. Nó bị chản cái kiềm của nó rồi. Đúng rồi. A Thơ bị áp trái thì cũng chỉ là còn thằng nào nó hết rồi. Trời ơi, chơi vậy, chơi kia vậy. Ây da. Được rồi. Không kêu rồi. Gánh tem ra đó rồi. Top 2 luôn. Vậy là có thằng FK, đúng thiệt. Rồi, video mình kết thúc đây nha. Cảm ơn anh em đã xem nha.